Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Cây xanh cho nhà phố của Bút Mực. Trong chuyên mục hôm nay, Bút Mực sẽ chia sẻ với các bạn về cách chăm sóc và bón những cây cảnh trong nhà để cây cảnh của chúng ta nó xanh tốt mãi, ít mất cái thời gian chăm sóc mà cây của chúng ta nó không bị vàng úa lá. Như các bạn biết, đây là một cây lá dứa, cây lá lết và ra nút của chúng ta. Cây này thì nó rất là thơm. Nếu các bạn dùng cây này để ở điều kiện nó hơi khô cằn một tí thì cái cây nó thường ngày nó toát ra một cái hương thơm từ cái cây ra, cái không gian khi các bạn đến gần nó rất là thơm, dịu mùi hương lết. Cái cây này thì cái công dụng nó rất to lớn trong cái sinh hoạt hàng ngày. Các bạn có thể nghiên cứu trên internet thì các bạn biết, ngoài tác dụng làm các loại trà, ngoài mấy hương liệu làm cái hương lết thơm thì nó cũng chữa được rất nhiều bệnh. Các bạn trồng trong nhà thì để nó luôn xanh tốt đẹp thế này. Đây là những cây mà chúng ta trồng, mà mình trồng mà để đưa vào thì nó thiếu đạm, cho nên là lá nó vàng và nó ấy đi. Chúng ta không có thời gian chúng ta chăm sóc thì hôm nay mình cùng các bạn đi chăm sóc và bón cho những cây cảnh trong nhà. Đây là cái cây mà cái gốc của chúng ta thế nào, nó chỉ một cái cây. Nếu chúng ta chăm bón tốt thì những cái rễ nó đưa xuống nó sẽ tạo hình rất cổ kính, như những cây trong lũa trong rừng. Các bạn thấy là nó lên rất là đẹp, với cái chùm lá nó lên xanh mướt, nó tạo thành cái khung ô. So với những cây khác thì cây này nó có một cái hương thơm quyến rũ khi các bạn để trong phòng nó tỏa ra, và nó sống trong cái điều kiện ánh sáng yếu rất là tốt. Còn đây là cái cây kim tiền. Kim tiền thì các bạn biết rồi, trong cái điều kiện lá của nó chăm sóc tốt thì nó cũng rất xanh. Do điều kiện mình không chăm sóc được thì nó sẽ vàng như thế này, hoặc là do quá trình mình tưới quá nhiều nước thì nó rửa trôi đi cái dinh dưỡng của mình. Thì để những cây này nó luôn xanh tốt, cũng như những cái cây mà chúng ít cái điều kiện chăm sóc, trong cái điều kiện thiếu sáng, như cái cây lưỡi hổ đây, các bạn thấy ở trong cái điều kiện nó rất ít ánh sáng, nhưng mà những cây này thì nó lại thanh lọc cái không khí rất là tốt các bạn, nó rất là tốt. Thì nó tạo cho chúng ta một cái không gian rất là ấm cúng trong cái ngôi nhà của chúng ta. Nếu các bạn nghiên cứu về những cây này thì các bạn thấy có rất nhiều cái công dụng trong cái lọc không khí. Còn đây các bạn thấy đây là cái phân chì của Nhật Bản. Cái phân chì này có tỷ lệ là 14-13-13 NPK. Thì chúng ta nó là cái phân tan chậm các bạn. Nếu như những bón những cái phân này thì hàng ngày các bạn tưới nước hoặc dưỡng ẩm thì nó tự nó thoát ra. Hoặc là cái cây của chúng ta nó tiết ra những cái axit thì nó tự nó ăn hút ẩm, hút dinh dưỡng từ những cái phân này. Nó tạo cho cái lượng của chúng ta nó vừa phải, nó tan chậm ra. Cây của chúng ta nó sẽ không dư thừa và cũng không bị rửa trôi. Còn đây cũng là cái phân NPK, nhưng đây là một cái phân bón thông minh các bạn. Cái phân này thì tỷ lệ là 18-10-10. Thì các bạn thấy là cái phân này thì đặc biệt là khi chúng ta bón vào thì các bạn tưới thì nó sẽ hút ẩm vào. Nó hút ẩm, nó chiên hạt phân lên, tức là hạt nó dưỡng ẩm, nó hút ẩm. Đấy, sau khi đó là khi cây của bạn không có nước thì nó sẽ thoát ẩm ra dần dần từ cái hạt đó. Nó chườm phồng lên rất là to, bằng những ngón tay út hoặc bằng những hạt đậu. Bằng những hạt đậu lành ấy các bạn. Đây ở gốc cây này, các bạn bỏ một ít cái sơ dừa bên dưới ra và chúng ta rắc cái phân chì xuống bên dưới. Các bạn rắc ra ngoài thành, rắc ra ngoài thành để khi nó tan thì nó sẽ ngấm theo cái thành của cái chậu nó xuống. Thì sau đó chúng ta rắc cái phân bón thông minh lên để cho nó hút ẩm, nó dưỡng ẩm vào. Thì các bạn dùng cái phân bón thông minh, chúng ta rắc nó vòng quanh đó, các bạn rắc cái phân bón thông minh vào thì khi chúng ta tưới ẩm hoặc là cái không khí của chúng ta nó ẩm thì cái phân bón này nó tự nó hút ẩm từ cái không khí vào, các bạn hút ẩm từ không khí vào và nó chiết ra từ cái cây. Cái phân nó tạo cho cái cây nó có cái dinh dưỡng, nó hấp thụ. Đây các bạn thấy là mình bón vòng quanh như vậy. Với cái lượng phân như thế này thì các bạn 6 tháng đến 1 năm sau các bạn mới phải bón. Thường là độ 6 tháng các bạn bón một lần như vậy thì cây của chúng ta nó sẽ xanh tốt quanh năm. Mình bón như thế này thì cây này của mình từ giờ đến Tết mình không phải bón nữa. Đấy, mà có thể là mình để hàng tuần mình phải tưới nhẹ có một lần thôi. Nó tự nó hút ẩm vào và nó tiết ra cái hơi ẩm để nó tạo ra cái bộ rễ của chúng ta. Khi chúng ta tưới thì nó là cái nước lọc, nước trong nó không có dinh dưỡng mà thậm chí nó rửa trôi mất cái chất của chúng ta đi. Thế thì chúng ta bón cái phần này thì hàng tháng chúng ta, hàng tuần chúng ta chỉ đủ cần tưới ẩm độ một lần. Đấy, sau đó chúng ta chèn lại cái sơ dừa vào.
chèn lại cái sơ dừa vào thì cho chúng ta trông cái cảm quan của chúng ta nó đẹp mắt hơn. Cái thứ hai là nó lấp đi cái phân dưỡng ẩm của chúng ta nó bên dưới. Sau đó chúng ta dùng những cái ấy kéo, chúng ta tỉa những cái lá già, lá khô đi. Những cây này nó lên quá nhiều mầm rồi các bạn, nó hơi to. Nếu chúng ta tạo cho cái bộ gốc, tạo cho bộ rễ của chúng ta nó cứng chắc thêm một tí nữa thì cây nó sẽ xanh đẹp hơn rất nhiều. Với một cái cây này thì nó sum suê trồng bằng cái công nghệ phân bón thông minh này thì các bạn biết rồi, nó không cần nhiều đất. Nên nó với những cái cây này thì cái bộ rễ của nó chỉ cần trong cái không gian, trong cái chậu này của chúng ta là nó vừa đủ. Sau đó là chúng ta bón cái phân bón thông minh này thì cái lượng axit rễ nó tiết ra đâu thì nó hấp thụ cái phân bón đến đó. Cái phân bón của chúng ta nó vừa không lãng phí, như cây của chúng ta nó lại tốn ít đất nhưng nó rất là xanh. Nên các bạn thấy nó lên rất là đẹp. Với những cái bộ rễ này sau đó nó sẽ ra rễ, nó sum suê, nó chùm xuống, nó tạo cho chúng ta như những cây phong lan, nó chùm xuống rất là ok. Các bạn thấy là rất là đẹp. Đây cũng vậy, đây là những cái cây mà trồng thì các bạn thấy nó đang bắt đầu ra cái tán bên trên. Các bạn có thể để những cái mầm ở gốc bên dưới như thế này, em 3 đến 5 mầm gốc thì nó lên, nó phủ cho chúng ta một cái màu xanh rất là tuyệt vời. Với cái cây này thì có màu xanh rất là dễ chịu các bạn, rất là bắt mắt, dễ chịu. Không gian trong các bạn thấy là nó có một mùi thơm nó tỏa ra. Các bạn cứ để cho gốc nó hơi khô một tí, lá nó hơi khô thì đi gần các bạn thấy nó có một mùi thơm rất là quyến rũ. Rất là quyến rũ, rất đẹp các bạn. Đây các bạn, đây là cái phân bón thông minh. Các bạn rắc nó vòng quanh bên ngoài. Cái phân này thì cái tỷ lệ đạm nó nhiều hơn nên nó dùng cho những cây non nó phát triển lá các bạn. Còn cái phân kia thì cái tỷ lệ NPK nó tương đối cho những cây trưởng thành rồi, chúng ta chỉ dưỡng để cây chúng ta có bền và cứng lá. Còn cái phân này thì chúng ta tạo màu xanh và nó tạo cái độ hút ẩm, giữ ẩm cho cây. Sau đó các bạn nấp lại thì các bạn trông nó rất là đẹp. Trông cho dù nó có khô đi nữa thì các bạn thấy cái chậu của các bạn nó vẫn có một cái màu xanh. Trong cái không gian ngôi nhà thì nó có một màu xanh rất là mát mắt, rất là dễ chịu và rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy là rất là ok với cái cây như thế này. Rất là thơm các bạn. Với nhiều công dụng, các bạn làm chè, các bạn nấu cơm, các bạn nấu các món ăn thì các bạn có thể cho mấy lá, đặc biệt là khi các bạn tắm. Các bạn tắm mùa đông mà tắm nước nóng các bạn chỉ vò mấy lá các bạn vứt vào cái phòng tắm thì cả cái phòng tắm rất là thơm, dễ chịu. Cây này nó rất là đặc biệt ở cái điều kiện như vậy. Còn đây là cây kim tiền. Cây kim tiền này thì chúng ta chỉ cần rắc lên trên thôi, vì cái gốc của nó là cái cây này của nó phát triển là khá là nhiều thân giả hành. Nếu như chúng ta chèn vào thì cái độ ẩm nó lớn thì nhiều khi cái gốc của chúng ta nó sẽ bị thối. Cho nên chúng ta để lộ cái gốc ra. Vậy các bạn có thể bón trực tiếp lên bên trên. Cái cây này thì nó khả năng là cái thân của nó cũng như cái lá nó ngoài hấp thụ qua rễ thì nó cũng hấp thụ qua thân lá nhiều nữa. Cho nên là chúng ta có thể bón trực tiếp bên ngoài và chúng ta để nó trơ ra như vậy. Sau khoảng độ một ngày thì nó tự hút ẩm từ không khí vào, cái hạt của nó sẽ trương lên, hạt tím này nó sẽ trương to lên các bạn. Một lắm như vậy thôi nhưng mà khi nó lở ra nó gần như kín cả cái chậu này của các bạn, nó to bằng cái hạt đậu tương. Thì cây của các bạn thì trong vòng khoảng độ 20 ngày đến 1 tháng thì nó sẽ lại xanh tốt trở lại, cái bộ rễ nó phát triển lên rất là đẹp. Các bạn thấy là không mất nhiều thời gian nữa, các bạn có thể tuần các bạn tưới một lần, thậm chí cả tháng các bạn tưới một lần thì nó vẫn là rất ok. Vì cái cây này nó tự hút ẩm từ cái không khí, nó hút ẩm từ không khí nó tạo lên. Các bạn thấy cũng như là cái cây là lưỡi hổ này cũng vậy. Các bạn thấy trong điều kiện thiếu sáng nhưng mà cái mầm của nó phát triển cũng khá là tốt. Nhưng mà cái thiếu sáng cái mầm của nó không xanh. Gốc của nó mình để nó khá là khô. Đấy các bạn thấy mình thấy nên nó rất là khô. Vì vậy khi bổ sung thêm cái phân bón thông minh này vào thì những cây này nó phát triển lên nó sẽ khá là tốt. Thế thì từ khi nó tốt được đến cái kỳ vọng của những cái lá kỳ vọng thì các bạn tỉa những cái lá cũ đi và các bạn để theo đúng cái kiểu dáng của các bạn thích. Sau đó các bạn đưa ra sáng để đảm bảo cái lá nó màu xanh và các bạn lại đưa vào. Cây này thì mình để trong này từ Tết đến giờ nhưng mà nó rất thích nghi với điều kiện bóng tối các bạn. Đấy, mình để ở cái góc cầu thang như này. Độ sáng nó không nhiều nhưng mà nó rất thích hợp. Đây các bạn nhìn từ xa cái cây lá dứa trông nó rất là đẹp. Rất
là ok cái cây lá dứa này, rất là thơm, trồng nó rất nhiều công dụng trong cái cuộc sống hàng ngày nữa. Các bạn có thể sử dụng nó, trồng và có thể sử dụng nó rất là hiệu quả. Có một cái không gian màu xanh trong ngôi nhà thì các bạn thấy nó rất là đẹp, rất là tốt. Rất là ok, các bạn thấy là cái cây. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, chia sẻ và ghé xem.